Tin giáo xứ Búng hỗ trợ Trung thu cho các em thiếu nhi tại giáo xứ Búng. Vào chiều thứ bảy ngày 22 tháng 9 năm 2018 vừa qua, giáo xứ Búng đã tổ chức Thánh lễ và hỗ trợ Trung thu cho các em thiếu nhi trong toàn thể giáo xứ. Gia đình công giáo với các trẻ nhỏ nở nụ cười hạnh phúc vui bên giáo đường và bên cha mẹ, các anh chị giáo lý viên. Đặc biệt trong ngày Trung thu nhìn lên bầu trời cao, có những ánh sao li ti lẫn trong những hạt mưa rơi, các em đã thầm xin Chúa cho bớt mưa và đúng như vậy, cơn mưa chiều đã tạnh sau thánh lễ. Hội chợ Trung thu được giáo sứ tổ chức với những gian hàng hấp dẫn, các em chơi và vui hát say sưa, rồi đến các gian hàng thức ăn của các bác, các chú, các anh chị bán mà không cần lấy tiền, chỉ muốn nhìn các em cười và nụ cười thơ ngây thật đẹp với ước mơ đong đầy trong đêm rằm tháng 8 tiếng hát tiếng reo hò vui hội răng rằm với chiếc bánh trung thu nhỏ mừng ngày tết thiếu nhi trong niềm vui hạnh phúc các bậc phụ huynh dõi theo con em mình mong ước các trẻ mau lớn trở thành người hữu ích cho xã hội buổi hội chợ trung thu kết thúc nhưng đã để lại nhiều kỷ niệm đối với các em đó cũng là cơ hội để các em gặp gỡ giao lưu với nhau và điều đó cũng trở thành những hành trang vào đời cho các em sau này